Không biết là bạn nào ở đây biết cái cây này cây gì không? Và cái cổ mà Tú đang nhổ lên là cổ gì đó? Tôi dám chắc á là cái cổ này nè, nó gắn bó với nhiều bạn lúc còn nhỏ lắm. Mà ở quê là vậy ha mọi người, chỉ cần muốn ăn cái gì thì ra đào mà bới là có rồi. Bây giờ là Tú lột vỏ và ngâm với nước muối nè. Mọi người phải nhớ bỏ cái lõi phía trong này nha. Sau khi bỏ xong rồi thì Tú sẽ bỏ vào trong cối xay tố, mình xay cho nó nghiễn ra ha. À mà bạn nào mà không có cối thì mình có thể mài nha. Mài thì tôi thấy nó sẽ ngon hơn đó, nhưng mà nó sẽ mất rất là nhiều thời gian luôn. Tôi sẽ cho màu lá dứa và màu của củ dền vào nữa nè. Cái nước mà mình bỏ hồi nãy á, bây giờ nó lắng xuống rồi nè. Tôi sẽ bỏ vào trong cái mì của mình luôn ha. Rồi công đoạn vo viên đây nè. Bạn nào thích vo cái kiểu gì thì vo. Và bắt đầu mình nấu lên á, khi nó chín rồi mình sẽ bỏ vào tô nước lạnh nha. Tiếp đó mình sẽ bắt thêm một cái nồi nước chút xíu thôi nha. Mình sẽ nêm nếm đường trước cho một xíu muối. Rồi tôi sẽ cho nước cốt dừa vào nè. Nấu khi mà nó sôi rồi tôi sẽ cho mấy viên mì vào nấu. Lúc đó tôi sẽ để bột năng vào cho nó sệt sệt lại cái chè của mình nè. Rồi bây giờ là bỏ cái nước cốt mà đầu tiên mình bắt ra nè. Đợi cái nồi nó sôi nhẹ nhẹ rồi mình múc ra, thế là thưởng thức thôi nè. À mà bạn nào có mè trắng thì bỏ mè trắng vô nha. Rồi đó ơi, tôi làm màu bỏ cái màu đen vô. Nhưng mà không sao đâu ha mọi người ơi.